Mình cũng Bình Định mà. Ôi, nhận vớ. Dân Tiền Giang cứ nhận Bình Định hoài. Mai mốt mời về ăn bánh hỏi lòng heo nha. Rồi, bắt đầu đi em trai. Em cứ đứng im đi, còn thời giới để anh lo cho. Thấy chưa? Em khiến anh chết mê, trông cứ như búp bê này. Tự nhiên lại đến đứng kế chặt, tim vô tình ta tái tê. Đã có ai đi lanh quanh trong con tim của em ấy chưa hỡi em. Nhà anh đi la nhà thuê, thêm em mơ cũng không vấn đề. Anh thề muốn yêu đương hợp pháp với nhau không em ơi. Anh theo em về nhà gặp mặt hai bác, chẳng có ai hiểu. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và bạn gái hôm kia và chị khán giả. Chào em. Em tên là Nguyễn An Thông, 30 tuổi, đang sống làm việc tại Tân Bình, chuyên nghề chế tạo ráp ráp đồ gia dụng inox cao cấp. Thông là quê ở đâu? Dạ, quê em ở Bình Định ạ. Bình Định. Rồi, mình giới thiệu đi nào. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn Nam. Em tên là Võ Nguyệt Ái, 30 tuổi, đến từ Bình Định, hiện tại sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Wow, hai bạn cùng quê với nhau cùng ha. Quê Bình Định. Cùng anh tuổi cũng luôn. Bình Định luôn. Cái gì? Mình cũng Bình Định đó Vân à. Ủa sao Linh nói Linh ở Tiền Giang? Mình quê mình Tiền Giang, quê vợ Bình Định. Lạ thiệt. Ở huyện nào vậy Thông? Em ở huyện Tuy Phước. Tuy Phước, còn bạn gái huyện nào? Dạ em ở huyện Phù Cát. Mà hai bạn thấy đồng hương vậy là hai bạn thấy phấn khởi không? Dạ có. Có phấn khởi chút đúng không? Dạ. Rồi vậy giờ mình mạnh dạn mình nói cái ưu điểm và nhược điểm của mình đi. Ưu điểm của em á là biết nấu ăn, biết chăm sóc cho gia đình, vui vẻ, hòa đồng. Nhược còn điểm. Nhược điểm á, em hơi nhút nhát, thiếu tự tin trước đám đông. Thiếu tự tin hả? Tại nhát quá đó đúng không? Dạ. Rồi, xin mời bạn trai. Dạ, em cũng giống như bên kia. Thì tính tình của em rất hiền, siêng năng, hoạt bát, mà cũng rụt rè trước đám đông. Trong công việc, cái sự cầu tiến mình làm không phải xong mới nghỉ. À, đó là tinh thần mình làm xong mình mới nghỉ. Dạ. Chứ không phải là làm xong việc là nghỉ. Dạ. Đúng không? Pha Thông được mấy mối tình rồi? Dạ, em được 2 mối tình. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dài nhất là 2 năm. Khoảng cách địa lý rồi chia tay. À. Mối tình thứ hai cũng như vậy luôn ạ. Cũng 2 năm luôn? Dạ. Coi như là do địa lý mà xa nhau đó hả em? Dạ. Ồ, rồi còn mình thì sao, mấy mối tình rồi cưng? Tình duyên của em á thì giống như cái câu mà theo tình tình chạy mà chạy tình tình theo á. Thích tỏ tình nhưng mà bạn chỉ coi là em gái thôi. Và tới bây giờ thì tụi em vẫn là bạn. Vậy đó hả? Dạ. Có nghĩa là em chưa có một mối tình chính thức nào luôn? Dạ. Có nắm tay nắm chân gì chưa? Dạ, có nắm tay nắm chân chứ chưa làm gì hết. Chưa làm gì hết, chưa hôn, có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Tinh khôi luôn? Dạ. Trời ơi, 30 năm gìn giữ chị đi. Bên đây ta 2 mối tình, ta cũng đâu có hôn gì đâu. Có không? Bên đây có hôn chưa? Ai biết? Có nắm tay. Có nắm tay mà có hôn chưa? Dạ có luôn. Có luôn vậy. Bên đây ta 30 năm ta gìn giữ cho em thôi đó. Dạ, dạ cảm ơn. Em muốn một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Em muốn người yêu lý tưởng của em là biết nấu ăn cũng thấy được ạ. Em bình thường thôi ạ, chứ không có đòi hỏi gì, cái nhân sắc thì nó nhiều. Ừ. Mà em thấy là bây giờ bạn nữ chưa yêu ai bao giờ. Nếu như có yêu ngày hôm nay tụi em bấm nút thì em là tình yêu đầu tiên đầu đời của bạn. Em có áp lực không? Đầu. Có áp lực. Đó. Rồi, làm hỏi đằng trai người ta rung hết trơn cho tôi. Thiệt mà, đó sự thật mà. Chào anh gái Bình Định ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích nhất là nhậu nhẹt, hút thuốc. Có nhậu nhẹt hút thuốc không? Em ít nhậu mà có hút thuốc. Hút thuốc nhiều không? Ít. Nếu bạn gái yêu cầu bỏ là phải bỏ được không? Dạ được. Được rồi, xong. Rồi. Em muốn một mẫu người lý tưởng như thế nào? Chín chắn, trưởng thành, chân thành, cao hơn hoặc bằng em. Chắc không nổi đâu. Thấy không? Mình nhiêu cưng? Mình 55 mà. 55. 1m55 hả? Ừ. Ở bên đây người ta 1m65. Tôi không cao nhưng nhiều người phải ngước nhìn. Hoặc có thể nhìn xuống cũng thấy. Không sao, giờ mang giày lên là được thôi. Nhiều những cái cặp mà Hollywood luôn á, nổi tiếng luôn đó. Đúng rồi. Mà cái chuyện chiều cao không là không vấn đề là gì luôn. Cả
Thôi vậy chúc cặp phải tính nha. Đúng rồi. Anh nghĩ giờ cao quan trọng, yêu khi tình yêu nó đã có rồi là cao thấp mập lùng mang cái đen xấu quắc cũng không sao. Đúng rồi. Chỉ có yêu là được à. Yêu và phải người đó có duyên. Đúng rồi. Cái duyên dáng là cái quan trọng lắm. Rồi. Em đi với ai nào? Dạ hôm nay em đi với lại cậu mợ và anh chị. Mời đại diện gia đình ạ. Dạ xin chào hai MC dễ thương Hồng Vân và Quyền Linh. Dạ. Chào đại diện bên đàn trai. Tôi là cậu ruột của Châu Ái. Xin chào. Cháu ở Bình Định mà cháu ở huyện Phú Tuy Phước thì cháu vào đây được bao lâu rồi? Con vào đây cũng 10 năm rồi ạ. Cho mình hỏi luôn là mình đã có an cư chưa? Đang ý định là an cư ạ. Là rõ hơn là mình đã có cái nhà ở hay chưa đó, hay là mình vẫn còn ở trọ, ở thuê? Dạ, trong thành phố thì con vẫn còn ở trọ ạ. Thì cậu cũng là con trai Bình Định thì cậu biết, trai Bình Định rất là chất phát và cũng chịu khó. Cháu vô đây cháu làm cái nghề kê khí là nó cụ thể hơn được không cháu? Con chuyên về làm thêm bán vẽ giúp. Thực hiện bán vẽ. Hiện tại đang làm cho công ty hay là làm chuyên đơn? Dạ, con làm ở công ty Inox Sài Gòn. Cậu chỉ nói với ai thế này, con lên đây là đã gọi là mình mạnh dạn đi tìm hạnh phúc cho mình, cứ tìm hiểu và cậu mong rằng là con hôm nay sẽ tìm được cái hạnh phúc cho mình. Cái chuyện mình nói là hình thức thì nó không quan trọng đâu, khi thành vợ thành chồng rồi cái tính nết với nhau, cái ăn ở với nhau mới là quan trọng để mà tồn tại lâu dài được. Miễn sao là hai cháu thấy mình có cảm xúc với nhau và tìm hiểu được nhau, và mong rằng hai cháu sẽ cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn hay cậu quá. Cậu hỏi giùm cháu rất là nhiều, cậu là người lo cho cháu nó hỏi hết rồi ha. Dạ. Coi như bên đây đàn gái cũng hiểu kỹ rồi ha. Ừ. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, em đi với chị gái ạ. Chị ruột hả? Chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Em tên là Trúc, chị gái của Thông. Em nghe nói chuyện chị nhớ tới giờ anh Quyền Linh quá. Giống quá trời quá đất. Dạ thì nãy giờ em thấy nói chuyện thì em thấy em gái này cũng dễ thương, nói chuyện thì thấy cũng rất là mến. Còn phần về em của em thì nó rất là siêng năng, cần cù, chăm chỉ làm việc lắm. Nhiều khi đám tiệc rồi đi nhậu là uống hai ba lon thôi chứ không có say xỉn như người ta. Cũng rất là mong chương trình cho cơ hội cho hai em tìm hiểu và đến với nhau tiếng hôn nhân. Dạ cảm ơn. Bây giờ anh hỏi thêm một cái chỗ nhà trai nữa nè, cho nhà gái rõ luôn. Em công việc em ổn định như thế, em có nghĩ rằng một ngày đó em phát triển nhiều hơn, rồi nhà cửa rồi có hướng gì sắp tới không? Sài Gòn thì lúc trước thì con cũng có mua căn ở Sài Gòn, nhưng mà trục trặc về giấy tờ cho nên con không có mua nữa. Cho nên con mới gửi tiền mẹ, mới giờ mới chuẩn bị. Em bây giờ em là công nhân hay là thợ hay là có khi nào em nghĩ em là thầy rồi em mở trường dạy rồi đào tạo thêm nhân viên để có thêm kinh phí không? Dạ có, em là chuyên về đào tạo thợ hàng. À đào tạo luôn hả? Dạ. Ủa vậy là ngon rồi, vậy là cũng có cơ hội. Thực ra cũng không cần phải làm thầy mà làm chủ luôn á. Nhà công nhân khác, thợ khác mà bây giờ đây là thầy nữa rồi thì cơ hội phát triển sẽ có nếu như có sự hỗ trợ. Vậy cậu yên tâm chưa? À rồi. Thôi mở rào đi. Mở rào. Đây là hai bạn thôi. Mình phải làm rõ chuyện này, mình cũng bình định mà. Ôi, nhận vớ. Dân Tiền Giang cứ nhận bình định hoài. Mai mốt mời về ăn bánh hỏi lòng heo nha. Rồi, bắt đầu đi em trai. Em cứ đứng im đi, còn thế giới để anh lo cho. Anh lo. Thấy chưa? Em khiến anh chết mê, trông cứ như búp bê này. Tự nhiên lại đến đứng kế chặt tim của tình ta tái tê. Đã cái ai đi lanh quanh trong con tim của em ấy chưa hỡi em. Nhà anh đi la nhà thuê thêm em mơ cũng không vấn đề. Anh thề muốn yêu đương hợp pháp với nhau không em ơi. Anh theo em về nhà gặp mặt hai bác. Chẳng có ai hiểu nhau hơn ai ta. Nhìn nhau sẽ gặp người tâm đầu hơn ý. Anh kết em rồi, mình thích anh không? Em cảm ơn em. Cảm ơn quà tặng em. Đây là tình yêu màu hồng. Bó hoa này tượng trưng cái tình cảm của anh, một sự đồng thấm, một sự trung thủy của anh rất là nhiều. Trong đây có cái xoan nữa. Mong em luôn mỉm cười, thật tươi trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn anh. Mong em nhận những quà. Tặng anh là một bình nước. Con người mình là nước là rất là quan trọng. Nên là em cũng, khi mà anh sử dụng nó thì anh cũng coi như em là một phần quan trọng của anh. Chỉ mới làm cuộc sống. Bình nước hả con? Dạ. Cảm ơn em. Mong em dạt bỏ rào cản gì chiều cao. Mong làm như vậy.
Dạ. Anh Hiếu sẽ làm được. Trời ơi, cái gì vậy? Bên nhà trai ông thì thầm không kìa anh Ánh. Làm gì vậy? Thì thầm dạ. Không hả? Nè, còn đem này tặng hay gì? Đem theo là làm gì tặng luôn? Tạ để tặng hả? Dạ không. Chứ đem theo làm gì? Tạ này tuy rằng á bé con nhưng mà rất là thích thể thao, rất là năng động, rất là mạnh mẽ. Để anh tập bài đã tay giam xem. Cho coi chuột. Mong em mới gạt bỏ cái rào cản về chiều cao thì cho anh cơ hội. Ok. Thôi tặng bạn gái cái tạ luôn đi. Trời, tưởng luôn anh tặng bạn gái cái tạ chứ. Em có ngại gì yêu một người thấp hơn em không? Về chiều cao thì em nghĩ là không thành vấn đề. Con gái á, một tháng thì có vài ngày ẩm ương lắm. Mấy anh ngày đó là đó. Không có muốn làm gì hết á. Anh có sẵn sàng vui được, vẻ được, những được. Người đó. Thực ra tâm lý của người con gái thì anh nghĩ cũng rất là rõ. Nấu cơm thì lau nhà làm hết luôn cho em luôn cũng được nữa. Miễn làm vui là được, miễn khỏe là được rồi. Được á. Anh có muốn hỏi em gì không? Anh chỉ sợ là em không tiếp nhận anh chiều cao thôi. Còn những vấn đề khác thì anh có thể lo hết, như thế làm hết. Anh có thể suy nghĩ nhiều thứ để nó cao hơn cái chiều cao của anh rất là nhiều. Dạ. Câu này hay. Câu này quá hay đó. Dạ anh. Anh đừng có ngại nữa, nếu mà anh sợ chiều cao thì em sẽ bỏ giày ra. Trời kinh quá. Không sao, em sẽ bỏ giày ra. Đúng thì rồi. Bỏ giày ra, hai đứa đứng kế bên coi. Sẽ nghe chắc nhau. Ai cao hơn ai? Cô bé này hay lắm đó nha. Rồi, đứng kế bên đi nào. Đâu, hai đứa đứng đo kế bên coi. Trời ơi, đâu quá. Trời ơi. Vậy thì đừng có nghĩ chiều cao thì đừng bi quan điều đó nha anh trai. Thật sự thì gặp em, quen em rất là hạnh phúc, rất là vui, rất là hạnh phúc. Mong em mở lòng từ bi cho anh cơ hội để được làm chồng em. Tội ghê không, mở lòng từ bi kìa. Đó, mở lòng tình yêu mà nó kêu mong em mở lòng từ bi. Rồi, ngồi ghế đi mấy em, được rồi đó. Ê, bây giờ người ta để tay nút bấm đi bên tay trái cho bạn trai. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra một lần nữa xem thật sự con tim mình có rung động chưa. Và nhớ khi chúng ta bấm nút, chúng phải thật sự có trách nhiệm với lời nói từ nãy giờ. À, bắt đầu nè. 1 2 3. Hết thời gian. Cạch cạch. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau. Tôi thật sự nể bạn gái cho nó để em bỏ dép ra, bỏ giày ra. Quá trời hay luôn. Đây là một trong những câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là một cái kết rất là đẹp. Xin phép cậu mợ đại diện gia đình. Cho phép cậu mợ cho con xin được chính thức được quen em. Đó, cậu mợ gặp xin đầu phép, rồi. Xin phép cậu mợ cho con đặt nụ hôn đầu tiên lên má của em. Em là Origin luôn á. Xin phép chưa? Gật đầu rồi. Đúng, gật đầu rồi. Gật rồi. Gật rồi. Làm mình rồi. Tôi sao không cho phép. Làm nhỏ rồi mà. Tôi cũng giật mình luôn. Thật sự. Cô thấy gật mình rồi ha. Anh xin lỗi ha. Thôi làm đi. Trời ơi. Không lại ta. Không lại ta. Vậy để sau vậy. Không sao đâu. Làm đi không đi. Nhắm mắt lại cho. Đúng rồi. Đấy. Thưa quý vị, rằng những cái nụ hôn nhẹ nhàng trên má ấy nó tạo nên biết bao nhiêu cuộc tình duyên trên sân khấu bạn muốn hẹn hò này. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Rồi, nhớ đám cưới đãi tôi món bánh hỏi lông heo. Ông ra, ông ngon ra Bình Định luôn. Được. Đúng không? Ừ, gần sát bên nhà mà. Thì đó nhà thì... Nhà ở ngay ngã ba Phú Tài á. À. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu. Kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực
thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kyoe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, còn đây là bó hoa cùng với cây son đỏ thắm nha. Còn đây bình nước ha. 70% cơ thể là nước. Một tạ thì hai đứa về cùng tập đi. Tìm người yêu đem tạ nữa mô Phật. Rồi. Rồi nè, còn cái nữa nè. Cầm giùm cho cổ đôi dép đi nè. Dạ được. Được luôn. Thấy người ta ga lăng ghê chưa? Nhỏ nhỏ mà có vỏ đó. Không có đùa đâu nha. Dễ thương gì đâu á. Thấy cưng.